Xin kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong thời lượng 10 phút của chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Doanh nghiệp nước ngoài chọn Hưng Yên đầu tư phát triển logistics là cơ sở để các doanh nghiệp khác thúc đẩy sản xuất, giảm chi phí. Những ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Hưng Yên. Sản xuất của doanh nghiệp sụt giảm do thị trường tiêu thụ cả trong nước và xuất khẩu đều giảm. Cần xử lý dứt điểm nước thải đổ ra sông Bắc Hưng Hải tại kênh thoát nằm ở khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và Hưng Yên. Doanh nghiệp khó khăn hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với các nội dung chi tiết của chuyên mục. Với thuận lợi về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, Hưng Yên đang được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước chọn làm địa điểm đầu tư phát triển ngành logistics. Đây là dự án logistics chuyên về kho vận được Tập đoàn Kinh tế đa ngành của Singapore đầu tư vào khu công nghiệp Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Với diện tích 30 ha, vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, đây đang là dự án có quy mô vốn đầu tư và diện tích lớn nhất tỉnh Hưng Yên về lĩnh vực này. Kế hoạch trong năm 2023, doanh nghiệp sẽ đầu tư hoàn thiện các khối nhà kho còn lại, đưa vào hoạt động đồng bộ toàn bộ dự án trên diện tích 30 ha. Tại tỉnh Hưng Yên, ngoài dự án có quy mô 30 ha trong khu công nghiệp Yên Mỹ, hiện tập đoàn đang hoàn thiện thủ tục triển khai đầu tư tiếp một dự án tại thị xã Mỹ Hào với quy mô sử dụng đất khoảng 30 ha. Logistics có vai trò quan trọng với mỗi nền kinh tế là công cụ liên kết các hoạt động trong chuỗi giá trị toàn cầu như cung cấp, sản xuất, lưu thông, phân phối, mở rộng thị trường cho các hoạt động kinh tế. Với việc Tập đoàn Kinh tế đa ngành hàng đầu của Singapore chọn Hưng Yên đầu tư sẽ giúp các doanh nghiệp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định hơn, tiết giảm chi phí. Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh của các doanh nghiệp từ quý 3, quý 4 năm trước và quý 1 năm nay, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp đều giảm do hàng hóa sản xuất ra tiêu thụ chậm, tồn kho nhiều. Theo thông lệ, chuẩn bị bước vào mùa hạ, đây bắt đầu là thời gian cao điểm sản xuất chính vụ trong cả năm của các doanh nghiệp sản xuất máy bơm cỡ nhỏ, phục vụ tưới tiêu nông nghiệp và dân dụng. Tuy nhiên năm nay lại khác, đây là năm khó khăn nhất trong nhiều năm trở lại đây, khi hàng hóa sản xuất ra tiêu thụ chậm, tồn kho nhiều, vì vậy doanh nghiệp này phải cắt giảm sản lượng xuống còn 2/3 so với trước, số công nhân giảm một nửa, còn hơn 20 lao động. Tất cả các doanh nghiệp đều hiện nay đang gặp khó khăn. Lý do là hiện nay Covid đã hết rồi. Thế nhưng mà do ảnh hưởng cái khủng hoảng kinh tế toàn cầu, rồi do chiến tranh, đấy, thế cho nên là tình hình tài chính và tiền tệ là doanh nghiệp rất là khó khăn. Doanh nghiệp sản xuất giảm sản lượng, sức mua giảm là thực trạng chung trên thị trường trong quý 1 đầu năm nay. Trên phạm vi cả nước, quý 1 cũng đánh dấu số doanh nghiệp phá sản biến mất khỏi thị trường nhiều hơn số doanh nghiệp thành lập mới. Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, trong quý 1 năm nay, tỉnh Hưng Yên có gần 370 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 14.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, cũng trong quý 1, có gần 400 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc tạm ngừng kinh doanh, tăng 30% so với cùng kỳ, và gần 100 doanh nghiệp làm thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm 59% so với cùng kỳ với 137 doanh nghiệp. Về lĩnh vực thu hút đầu tư, quý 1 tỉnh Hưng Yên có thêm 26 dự án đầu tư mới, đưa tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh lên 2.150 dự án. Trong đó có 1.634 dự án trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 314.000 tỷ đồng và 516 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 6,3 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, mỗi ngày có hàng trăm mét khối nước thải công nghiệp và sinh hoạt chảy qua kênh tiêu, bắt nguồn từ Hà Nội xuống cuối nguồn thuộc xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, xả thẳng ra sông Bắc Hưng Hải, làm cho dòng sông vốn đã ô nhiễm lại càng ô nhiễm nặng hơn. Vị trí kênh xả thải ra sông Bắc Hưng Hải tại khu vực giáp ranh giữa huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Cùng với nước thải đầu nguồn từ Gia Lâm chảy về, tại đoạn kênh chảy qua tiếp giáp giữa Kiều Kỵ Gia Lâm với xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, hai bờ kênh cỏ dại mọc um tùm với nhiều doanh nghiệp, nhà máy hoạt động cũng là tác nhân trực tiếp xả nước thải ra kênh. Tại đây nước có màu đen kịt, đặc quánh, bám nhiều lớp dầu mỡ thải, mỗi khi trời nắng bốc mùi hôi thối nồng nặc rất khó chịu. Qua đây đề nghị các ngành chức năng liên quan, các địa phương vào cuộc xử lý, góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đang bức tử sông Bắc Hưng Hải. Doanh nghiệp có câu hỏi như sau. Các ưu đãi đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung trả lời của đại diện ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Các dự án đầu tư trong công nghiệp thì được hưởng ưu đãi theo lĩnh vực ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư.
Và đối với lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì một số các cái nhóm ngành như là sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, rồi sản xuất công nghiệp hỗ trợ vân vân thì doanh nghiệp được hưởng cái mức ưu đãi là thuế suất 10% trong vòng 15 năm và miễn 4 năm và 50% cho 9 năm tiếp theo. Còn đối với tỉnh Hưng Yên thì những cái khu nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được hưởng các chính sách ưu đãi, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp là 2 năm và giảm 5% cho 4 năm tiếp theo. Thì đối với ưu đãi này được áp dụng chung cho tất cả các dự án đầu tư trong khu công nghiệp. Quý doanh nghiệp có những câu hỏi cần các cơ quan chức năng trả lời, làm rõ hay những thông tin cần phản ánh trong chương trình, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089, hòm thư điện tử tại địa chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, một vấn đề nóng với cộng đồng doanh nghiệp cả nước đang gặp phải, đó là những khó khăn gặp phải khi hoàn thiện các thủ tục về phòng cháy chữa cháy. Trước những khó khăn này, ngày 5 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tìm giải pháp tháo gỡ. Với diện tích nhà xưởng rộng 2,4 hectare nằm trong khu công nghiệp dệt may phố Nối B, từ nhiều tháng nay, doanh nghiệp này vẫn loay hoay nhưng chưa thể hoàn thiện đạt yêu cầu hệ thống phòng cháy theo chuẩn mới. Dù doanh nghiệp đã đầu tư số tiền khoảng 13 tỷ đồng, nguyên nhân là do các quy định thay đổi, doanh nghiệp thiếu hướng dẫn cụ thể để thực hiện. Hiện tại xin cấp phép bổ sung để bọc thạch cao và phun vữa chống cháy cho cột và kèo của chúng tôi thì rơi vào khoảng 3 tỷ nữa. Thế là trong cái diện tích 2,4 hectare này chúng tôi phải đầu tư lên tới khoảng 16 tỷ mà hiện tại vẫn chưa được cấp phép về thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy cho chúng tôi. Không chỉ các doanh nghiệp đã hoạt động từ trước với hệ thống phòng cháy chữa cháy theo chuẩn cũ gặp khó, mà cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mới đầu tư, mới đi vào hoạt động và chuẩn bị đi vào hoạt động cũng gặp khó khăn tương tự. Từ doanh nghiệp đạt đủ các quy định về phòng cháy chữa cháy trước khi đi vào hoạt động, sau khi hoạt động được ít tháng, nay doanh nghiệp bỗng trở thành đơn vị chưa đạt yêu cầu quy định về phòng cháy chữa cháy, nếu tiếp tục hoạt động là vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Cái thay đổi về quy định thì nó thay đổi rất nhiều và trong cái thời gian ngắn làm cho doanh nghiệp không phản ứng kịp thời và thậm chí ngay những cái đơn vị về thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy người ta cũng không có một cái văn bản nào hướng dẫn để phục vụ cái công tác mà phê duyệt cho doanh nghiệp tiến hành. Chúng tôi đã có chứng nhận đi vào hoạt động của tất cả các cơ quan chức năng, nhưng khó khăn của chúng tôi là khi mà bắt đầu đi vào hoạt động, khách hàng của chúng tôi đi vào hoạt động thì khi mà đơn vị phòng cháy họ kiểm tra thì lại chỉ ra một vài những cái điều kiện khiến cho doanh nghiệp chúng tôi tự nhiên lại trở thành là chưa đáp ứng được an toàn về phòng cháy chữa cháy. Và nếu mà chưa đáp ứng về an toàn phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi có nguy cơ sẽ bị đình chỉ và không thể hoạt động được. Theo nhiều doanh nghiệp, quy định mới áp dụng chung cho mọi doanh nghiệp mà chưa tính tới ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, bởi có doanh nghiệp mặt hàng sản xuất thuộc nguy cơ cao cháy nổ và ngược lại. Vì vậy, việc đồng bộ thực hiện một quy định chung sẽ là bất cập, lãng phí cho doanh nghiệp. Tất cả đổ đồng vào như bây giờ thì một số doanh nghiệp kêu là đúng thôi. Vì nguy cơ cháy người ta rất thấp, như là người ta kinh doanh sắt thép hoặc là kinh doanh gạch, kính, thì nguy cơ cháy là chúng tôi thấy là thấp, thì cái đó cũng vẫn phải làm, nhưng làm ở mức độ nào thôi. Chứ mà một số cái kho tàng mà cái nguy cơ cháy thấp ấy cũng phải đầu tư vài tỷ hoặc tiền tỷ thì người ta cũng ngại lắm. Mặt khác, theo cộng đồng doanh nghiệp, một số tiêu chuẩn mới rất khó thực hiện bởi nhiều tiêu chuẩn theo quy định mới đạt mức bằng và cao hơn so với các nước phát triển như Nhật Bản, Vương quốc Anh. Ví dụ, quy định về kết cấu chịu lực được bọc bảo vệ bằng chất vật liệu chống cháy được áp dụng theo tiêu chuẩn của Anh. Theo đó, các cột thép nhà xưởng phải bọc vật liệu chống cháy bằng vật liệu rỗng hoặc toàn bộ kết cấu thép phải sơn bằng loại sơn chống cháy, có chi phí cao trong khi thị trường Việt Nam chưa có loại sơn nào được cấp phép đủ điều kiện. Cùng với đó là yêu cầu mỗi khu công nghiệp phải thành lập một đội phòng cháy cơ động đang gây khó khăn cho chủ đầu tư các khu công nghiệp. Theo quy định của Trung ương ấy, các văn bản quy định của pháp luật yêu cầu các khu công nghiệp phải thành lập cái đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành, tức là hoạt động theo chế độ chuyên trách. Thế tuy nhiên thì cái quá trình mà đôn đốc để các đơn vị thực hiện cũng rất là lúng túng. Các đơn vị bây giờ cũng chưa biết là cái việc bố trí nhân sự, tức là con người đấy, và các cái phương tiện theo quy định để thực hiện cái hoạt động này như thế nào. Và cái chi phí cũng, theo các doanh nghiệp phản ánh lại là cái chi phí rất lớn.
Bối cảnh hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh cũng như cả nước gặp rất nhiều khó khăn. Sau khó khăn của đại dịch Covid-19, lại nối tiếp khó khăn kinh tế suy thoái, chi phí sản xuất tăng. Việc thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn trong sản xuất cao hơn, trong đó có quy định về phòng cháy là điều tốt, thể hiện sự phát triển của xã hội. Nhưng thiết nghĩ, với điều kiện thực tế ở nước ta, chúng ta phải có lộ trình để khắc phục dần, tìm hướng tháo gỡ, đồng hành với doanh nghiệp. Bởi theo những tiêu chuẩn mới, mỗi doanh nghiệp phải bỏ ra số tiền không nhỏ, làm cho khó khăn lại chồng khó khăn với cả doanh nghiệp và nền kinh tế. Thời lượng của chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp tuần này đến đây là hết. Quý doanh nghiệp có những nội dung cần phản ánh trong chương trình hay có những câu hỏi cần sự trả lời, giải đáp của cơ quan quản lý nhà nước liên quan, xin liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089, địa chỉ email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên số 164, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Xin chào và hẹn gặp lại.